Từ hồi lên cán cấu dạy tiếng Anh cho các bé, bao nhiêu khung cảnh hoa đẹp ngẩn ngơ của Tây Bắc mình đã được chiêm ngưỡng. Ở video trước, thầy trò chúng mình đã dắt nhau đi ngắm hoa mận trắng tinh, hoa cải vàng ươm sắc nắng, hoa đào hồng gây thương nhớ Simacai. Chơi chưa hết buổi sáng, trò lại dắt thầy tiếp tục leo lên đỉnh núi Gầm Trường. Từ trên đỉnh núi, một vùng trời rộng lớn hiện ra. Xa xa dưới chân mình đứng, ngôi trường tiểu học cán cấu nằm im lìm. Hơn 2 tuần gắn bó, chợt nhớ tới ngày về, lòng mình lại bồi hồi. Thôi thì cứ vui chơi cho hiện tại, ngắm nhìn các con đứng vững, hô vang, we can do it, thiệt là sảng khoái. Mình là Linh Tinh, thích thì làm, mong được các bạn yêu thương và ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh. Hành trình làm tình nguyện viên đáng nhớ và đầy yêu thương này, mình để ở phần bình luận, mời các bạn cùng xem. Còn bây giờ, leo núi cùng thầy trò mình nha. Chó kìa, chó kìa. Có chó đó. Rồi nha, bây giờ mình sẽ đi ngang nhà thầy cái lấy cái ergo dán cho em Nhật Hải. Xong cái mình sẽ đi lên trên đỉnh núi kia nha. Ai đi giơ tay. Đó chính là cái đỉnh núi. Thực ra nó giống như là một cái đỉnh núi nhỏ. Nhưng mà tụi học trò sẽ dẫn mình đi lên cái đỉnh núi đó. Đang ngồi nghỉ đây xíu. Một vài đồng chí than đói mới lên nhà trò của thầy lấy một ít bánh ăn. Cái bây giờ tụi mình sẽ đi lên trên chỗ đó nha. Let's go. Thầy ơi. Đi con. Thầy ơi. Hả? Chỗ kia là sao em muốn qua đây. Ừ. Chỗ ở của người ta. Chưa. Có một cái bộ hút còn chưa mở ấy. Thôi đi nào, tập trung vào chuyên môn, đừng có phá phách nữa. Cái đấy là nó bị học sẵn rồi, em muốn vào. Nè, té đó nha. Mình cứ đi đường bình thường đi. Té rồi sao? Đó. Thôi. Nên đây là bắt đầu thấy đá nhiều rồi. Đá lẫn trong đất. À, người ta đi làm củi về người ta bán này đúng không con? Làm ta mang về đúng. Rồi, ở phía trước một vài người dân đang làm nương rẫy. Thì bây giờ bắt đầu vô cái lối đường mòn này, vô trong rừng rồi. Rồi, hoa này là hoa gì tụi con? Hoa cứt lợn. Hoa cứt lợn hả? Wow, đẹp ghê chứ bộ. Một cánh đồng hoa cứt lợn. À, mệt quá. Tụi nhỏ nó leo tới trên kia rồi. Ồ, nó dốc nha. Nhìn vậy chứ nó dốc nha mọi người. Mệt ghê. Mình là người rớt lại cuối cùng. Đi từ từ thôi, đi từ từ thôi, bám nhau nào. Bên này có đường, leo vào lúc đó mình đi đường phía kia. Nào, đi từ từ thôi, bám nhau nào. Con ơi, đứng lại để thấy thầy, để thầy thấy tụi con đã nè. Điểm danh con số đủ đã nè. 1, chưa mất công lắm. 3, 4, đứng lại đi. Con ơi, đứng lại đó đi con. Đi, 5, 6. Con đứng lại đợi mọi người nào. Đi, đi lên tới chỗ con. Cái mình nối đuôi nhau mình đi chứ không có đi xa quá như vậy. Chúng ta sắp làm những người giỏi nhất rồi. Không ơi, để mà tao. Tay vai. Con đứng lại nha, con đứng lại đó, đợi thầy. Không ơi, chắc đến rồi. Nhưng mà vẫn đứng lại. Mình đi chung với nhau chứ mình không có đi riêng. Cho nên mình mới phải đi cùng nhau đó, để không bị lạc đó. Đúng rồi, không có đẩy nhau nha.
cầm hồ. Cẩn thận nha, cẩn thận cây á, nó bị dính cái gai đồ. Nè. Hả? Thầy ơi. Đây thầy ở đây có ghi ở số 55301 và quán quán đường sao ấy. Thầy ơi, cẩn thận nha thầy nha. À. Thầy có mệnh lệnh gì bọn em không biết đâu. Đừng có nói gì đấy hả? Ôi, em thấy mẹ em không đi kìa. Đừng ơi, hãy đi bộ. Hãy đi, mình không nên leo trên kia. Mẹ em đi về rồi. Wow, tới đỉnh chưa? Rồi. Em xuống rồi đấy, thầy ơi. Em vẫn chưa, vẫn chưa. Mẹ em đang đi ở dưới kia rồi. Kia mới là đỉnh thầy ơi. Thôi, được rồi, được rồi. Thầy ơi, mẹ em đang đi kìa thầy ơi. Wow, này. Mẹ em đang đi kìa. Này bây giờ, lên tới đây rồi là cẩn thận, không xô đẩy nhau nha. Wow, muốn rất cẩn thận nha. Đúng đấy, đúng ở đấy hai. Hai ngôi mà tôi. Nguy hiểm quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. Và đây là đỉnh núi. Mà chúng tôi đang ở trên đỉnh núi này mọi người ơi. Chúng tôi là những người chiến thắng và we can do it. Những cái gương mặt lầm lũi nè. Trời ơi, đổ mồ hôi quá trời luôn. Đây là cái này trà nhé. Đây tôi là một người bị đứt tay. Tôi cũng bị đứt tay mà đứt tay chữ A. Rồi, sau khi Chiêu Chiêu ở trên này chụp hình rồi là mấy bé sợ độ cao quá thì tụi mình lại leo xuống. Yeah, let's go. Đi cẩn thận nha tụi con. Bên này cũng có chỗ ngắm cảnh thôi. Đi ra đây trượt xuống luôn đấy. Oh shit. Anh tụi đi đâu à? Bây giờ tụi con muốn đi ăn phở hay là về nhà thầy nấu cơm cho tụi con ăn? Đi ăn phở, mình nấu cơm cũng được. Thầy nấu cơm. Ờ, ăn cơm, vậy thì để thầy qua mua giò với mua trứng cái gì thầy nấu ăn nha. Vâng. Ok, cái mình sẽ ăn cơm ở nhà thầy. Thầy làm mì xào đi. Hôm qua thầy mới ăn mì xào rồi. Ăn cơm. Ừ, ăn cơm đi, tại vì thầy đang thèm cơm á. Mấy nay thầy đã không có được ăn cơm rồi, thầy đang thèm cơm rồi. Ừ, thầy về thầy mua gạo nè. Ủa thế mấy ngày nay thầy nhìn cơm. Ừ, mấy ngày nay. Hôm qua với hôm nay đâu ăn cơm đâu. Hôm qua thì mình đi chợ mình ăn bánh mì. Mình ăn phở. Cái tối lại, tối hôm qua thì thầy lại ăn mì xào. Thôi bây giờ để thầy về thầy mua gạo với lại thầy mua thức ăn thầy nấu cơm cho tụi con ăn. Rồi, cái lối này nó nhỏ ghê á. Hả? Sao? Hả? Đúng rồi, vườn hoa Xuyến Chi. Em vừa chơi câu chưa xong. Chưa câu chưa hả? Bị té hả? Bạn hết mông rồi. Wow, vườn hoa Xuống Chi. Yes, đẹp nha. Hoa thì không có thơm nhưng mà nhìn rất là đẹp, nguyên một vườn đẹp ghê á. Yeah, về thôi. Mép té. Leo núi là không thấy tốn sức nhưng mà bây giờ té vô phở để ăn phở bên nè. Yeah, ăn phở nè tụi con. Yes. Ăn nhiều ớt rồi nó mặn. Ăn ít ớt thôi. Con nít ăn ít ớt thôi, đau dạ dày đó. Con không chỉ đau dạ dày đâu, con chỉ đau bụng quá. Thầy nói thẳng. Đúng rồi, ăn ít ớt thôi, đau dạ dày đó. Ăn nhiều không tốt.
nhìn bác cứ đồ đỏ này. Nhìn bác ghê. Hãy cho mày không ăn thịt hả? Bác bún to, 20 cần, có rau. Không một tí. Phở ngon lên thầy. Đồng chí Long đã được ăn phở toại nguyện. Đây là đồng chí Quốc Anh, đồng chí Tú, đồng chí Cường mới thu nạp sáng nay, đồng chí Công, và đây là em bé Nhật Hải. Đây bát ớt. Đây rồi, sau một ngày đi thăm vườn đào, vườn mận, vườn cải rất là thú vị, thì tụi mình đã leo lên cái đỉnh núi mà gần trường. Quãng đường thì cũng khá là gần thôi, không có gì là khó khăn cả, nhưng mà nó rất là dốc luôn á. Leo lên tới đây thì nè, cả thầy cả trò đều học hơi hết luôn. Mình là Linh Tinh, thích thì làm. Cảm ơn bạn đã chọn xem video này. Nếu mà bạn thấy thích, thấy yêu thương cái hành trình làm tình nguyện viên Simacai của mình, hoặc là yêu thích kênh mình, thì ủng hộ và yêu thương kênh bằng cách nhấn đăng ký, bật chuông để đón xem nhiều video mới hơn nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại.